cuộc sống chẳng bao giờ trải đầy hoa hồng, thế nên có những người đã tự kết thúc cuộc đời mình vì những biến cố đã xảy ra. Nhưng đó không phải là cách. Hãy cùng theo dõi clip sau đây, chúng ta sẽ thấy có động lực để vượt qua những điều không may và sống tiếp cuộc đời của chính mình. Mọi người đều thấy cảm phục sự cố gắng vươn lên của anh ấy đúng không? Vậy nên đừng bao giờ bỏ cuộc trong bất cứ hoàn cảnh nào nha. Vì sinh ra và được sống đã là một điều vô cùng may mắn. Vượt qua nghịch cảnh sẽ giúp con người ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.